Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, thì ý thức tự giác, trung thực trong khai báo y tế đóng vai trò quan trọng để ngăn chặn, khoanh vùng dập dịch. Sau đợt nghỉ Tết, Hưng Yên có nhiều lao động tỉnh ngoài đến làm việc và mọi người đều nêu cao ý thức tự giác khai báo y tế, lịch trình đi lại với cơ quan chức năng để góp phần phòng chống dịch hiệu quả. Như nhiều lao động khác, ngay khi đến Hưng Yên làm việc sau đợt nghỉ Tết, anh Hồng đến từ tỉnh Nam Định tự giác ra trạm y tế xã Tân Quang, huyện Văn Lâm để khai báo lịch sử đi lại, tiếp xúc trong thời gian 14 ngày trước đó, trước khi trở vào công ty làm việc bình thường. Trách nhiệm của mỗi người dân thì em cũng đã, sau khi xuống đây thì em cũng đã khai báo rồi. Kê khai hết trên tờ khai, điểm đi và điểm đến và lịch trình di chuyển. Liên quan đến ca bệnh 2334, người ở huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương có đến công ty trong khu công nghiệp Thăng Long 2 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên làm việc vào ngày 1 tháng 2. Sau khi khai báo dịch tễ, đã cho nghỉ về Hải Dương tự cách ly ngay trong buổi sáng cùng ngày. Qua 20 ngày, các trường hợp tiếp xúc, xét nghiệm đều có sức khỏe bình thường. Nguy cơ lây dịch từ các bệnh này với các doanh nghiệp trong khu Thăng Long 2 đã được loại trừ, nhưng không vì thế mà các doanh nghiệp lơ là chủ quan. Công tác quản lý lao động ra vào trong khu và đến từng phân xưởng đều được các nhà máy nâng lên một cấp độ. Thì chúng tôi đánh giá là cái khả năng lây nhiễm trong khu vực Thăng Long 2 là rất thấp. Tuy nhiên là doanh nghiệp này cũng đã thực hiện đầy đủ các cái biện pháp phòng chống dịch mà theo yêu cầu của Bộ Y tế. Ví dụ như là doanh nghiệp đã lập danh sách đầy đủ những cái người mà có tiếp xúc với bệnh nhân đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, bao gồm tiếp xúc vòng 1, tiếp xúc vòng 2. Báo cáo cơ quan chức năng để cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra và xác định theo dịch tễ. Để công tác phòng chống dịch COVID được hiệu quả, điều quan trọng nhất trong lúc này là mỗi người phải trung thực và tự giác trong khai báo y tế, đặc biệt là những người đã từng đi và đến những nơi có nguy cơ nhiễm dịch mà theo khuyến cáo của ngành y tế và các địa phương đã công bố. Để sớm ổn định nguồn lao động phục vụ sản xuất cho kịp tiến độ đơn hàng, những ngày qua, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thuê đơn vị đủ điều kiện đến xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho những lao động tỉnh ngoài, kể cả lao động đến từ địa phương chưa có dịch.